xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Mời mọi người đi ngắm cảnh cái khu phố tàu ở thành phố Boston. Mời mọi người đi chung với gia đình mình nha. Khu đi bộ này vui không? Ta đi ăn uống, đi mua sắm nha. Tàu đi qua này. Bất nè, nhà hàng rất nhiều. Không có tiền Việt Nam bây giờ đây cất nhiều. Wow.
quay trên xe, ngồi quay xe mà phải thọ cái tay ra ngoài để quay quay trên toàn cảnh. Ok, cái toàn là tòa nhà cao tầng được không à, đẹp lắm. Ờ, quán nướng nè, sushi với quán nướng nè. Đi ra đây là chỗ xe bên đường
người ta đậu, chắc người ta đậu đậu mấy chỗ bãi xe xa lắm ha, cái parking xe xa lắm, lội vô à. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Ngọc nha. Cảm ơn mọi người nha. Thank you. Bye.